Xin chào các bạn trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn là đây mình có một cái con chim cu gáy đây. Đấy, con chim cu gáy này là con chim cu gáy non nhé. Nó được hơn chục ngày rồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách mà mình sẽ bón cho con chim cu gáy này ăn. Thứ nhất là mình có thể sử dụng cái xà lanh. Tức là cái bơm phun tiêm này. Ở đầu này thì mình có gắn một cái ống này. Các bạn có thể lấy cái ống oxy của cái khi mà chúng ta sục bẻ cá ấy, cái ống oxy nó mới rất là mềm, hoặc cái ống truyền nước nhé. Chứ các bạn không nên lấy cái ống hút sữa của trẻ con ấy, cái ống nó rất là cứng, nó hại đến cái miệng của cái con chim nhé. Cắm vào nó mềm này nó không bị đau cái miệng của con chim. Đấy. Cách hai là chúng ta có thể bón. Đây, ở đây mình có cái cám này. Cám này cám gà con thôi. Cám gà con nha các bạn nhé. Mình sẽ múc một chút nước vào. Đây, mình cho một chút nước vào cho nó ẩm ẩm. Đây, nó ẩm ẩm như này. Cách thứ hai là chúng ta sẽ vê thành viên để bón. Thì nhiều bạn sẽ hỏi là cái chim cu gáy này một ngày bón mấy lần. Thì các bạn có thể bón 3 đến 4 lần, là sáng, trưa, tối hoặc sáng, trưa, chiều, tối nhé. Và bón bao nhiêu thì các bạn bón là các bạn sờ cái diều này thì nó căng là được. Và các bạn sẽ có cái câu hỏi là cái con chim cu gáy này sau bao nhiêu ngày có thể tách mẹ. Thì mình cũng thưa với các bạn là sau khoảng 10 đến 12, 15 ngày trở lại là các bạn nên tách mẹ nhé. Các bạn không nên để mẹ nó nuôi già quá, là sau đấy nó sẽ khó thuần hơn. Chúng ta nuôi từ bé này để chúng ta cứ sờ thịt nó xong nó có hơi người ấy thì nó rất là nhanh thuần nhé. Đây, các bạn nặn những cái viên như này này để bón này. Đấy. Các bạn cho nó ẩm ẩm thôi, cho cái cám này nó ẩm ẩm thôi, không ướt quá nó không nặn được. Đấy. Là các bạn khi mà các bạn bón ấy thì con chim nó sẽ nhanh thuần hơn này. Rồi cái con mẹ ấy, khi các bạn tách ra nhỏ này thì con mẹ nó lại đi đẻ thì chúng ta lại có lứa mới. Thường các trại thì họ sẽ làm như vậy. Chứ để cái con chim mẹ mà nó nuôi ấy, đến khi nó biết mổ rồi thì nó rất là mất thời gian nhé. Khi chúng ta tách ra tầm vài ngày nó lại đi đẻ thì chúng ta sẽ có thể cho nó ấp, hoặc là chúng ta tách ra để cái con chim cu Pháp nó ấp giúp nó cũng được. Đấy, mình nặn này những cái viên này các bạn này. Đây. Còn cái này là xong, mình sẽ cho xà lanh, cho vào xà lanh để mình bơm. Mình sẽ giới thiệu cả hai cách cho các bạn. Nếu mà các bạn bón nó quen rồi, con chim cu nó quen rồi thì chúng ta sẽ không phải vành mồm, các bạn đưa cái là nó tự ăn. Còn chưa quen thì các bạn phải vành mồm cho nó nhé. Đây, tụi con vành, các bạn vành như này. Đây, các bạn cứ cầm cái mỏ nó nhé, cầm nhẹ nhẹ nhàng thôi, vành người ta rồi đút vào. Đấy, đấy, thế là nó ăn thôi. Đấy, cầm tay như này đút vào thôi. Khi các bạn bón này thì các bạn lưu ý là với bón như này là các bạn phải cho nó uống nước nhé. Đây, các bạn có thể lấy tay dúng nước này. Đấy, bôi mỏ nó cho nó uống. Đấy, thế này là nó uống này, hoặc lấy cái thìa múc cho nó uống. Đấy, các bạn nhìn nó uống chưa. Đây, còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng cái bơm kim tiêm này. Cái bơm kim tiêm này thì các bạn có thể mua cái bơm 12cc này là được rồi. Thì các bạn rút cái đầu này ra nhé. Thám các bạn pha loãng loãng một chút. Với bơm bằng bơm này thì các bạn sẽ không phải cho uống nước nhé, bởi vì chúng ta pha cám loãng thì nó sẽ có nước rồi. Đấy, sau đó các bạn lắp vào. Lắp vào các bạn ngửa lên, các bạn bơm hết cái không khí ra. Bơm hết không khí ra nha. Rồi các bạn cũng vành mồm. Vành mồm thì các bạn cho cái ống vào. Các bạn bơm nhá. Đấy, các bạn bơm. Đấy. Các bạn bơm thì khi các bạn sờ thấy cái diều này này nó căng lên này là no nhá. Các bạn không nên bơm nhiều quá là nó con chim nó sẽ không chịu đâu. Đấy. Đấy, bón thì các bạn nặn như thế này. Ngày các bạn cho ăn 3 đến 4 cữ là sẽ ok. Đấy. Khi các bạn bón vài ngày là xong, con chim nó quen là nó tự mổ, tự há mồm nhé. Các bạn bón như kiểu mẹ đấy. Đấy. Đây, bón rất là đơn giản thôi. Chim nó ăn khá nhiều đấy nha bạn nhé. Mình bón này là đừng nhiều hơn là mẹ nó cho ăn. Đấy.
Đấy, mình lấy một chút nước này cho nó uống này, lấy một chút nước vào tay cho nó uống. Đấy. Rất là ok các bạn, các bạn. Đấy. Thế đây mình có mấy con cá koi mini này, nó không ăn hết cho cá koi ăn này, cá chê, chê panda. Đấy, thì cái con chim này chúng ta mới là chúng ta sẽ để vào, nó nằm ở cái cho những cái vải quần áo cũ này, cho nó nằm ở đây cho nó ấm nhá. Đấy, cho nó ấm. Khi các bạn tách ra ấy, thì để con chim mẹ nó đi đẻ nhé các bạn nhé. Đây chúng ta lấy cái nước này cho nó uống này. Còn chúng ta không tách thì con mẹ nuôi đến lúc nó biết mổ thì nó rất là lâu lâu đẻ. Còn nếu các bạn nuôi bồ câu Pháp làm vú nuôi thì các bạn có thể tách trứng cho bồ câu Pháp nó cho cái con chim gáy Pháp ấy. Mình xin lỗi. Con chim gáy Pháp làm vú nuôi thì tách ra trứng cho con chim gáy Pháp nó ấp nhé. Thường thường chim gáy nó đẻ mỗi một lần đẻ nó sẽ đẻ hai con. Nhưng ở đây thì mình mang một con ra mình quay clip cho các bạn. Mình tách một con này xong cái con này mình sẽ nuôi làm chim khách. Mình sẽ nuôi làm chim khách nhé. Mình cứ sờ xịt để vuốt ve nó xong nó có hơi người thì xong nó nhanh quen lắm các bạn. Đấy là cách phần chim đơn giản nhất nhé. Còn không chim gáy mà nó đã nhát rồi thì nó lâu quen lắm. Lâu quen thì chúng ta nuôi nó sẽ rất là mất thời gian. Như từ nhỏ này nó xong nó quen rồi rất là thích nhé các bạn nhé. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip trên kênh Sáng Tạo và mình giới thiệu về cái quá trình bón thức ăn cho cái con chim cu gáy non. Hy vọng clip này sẽ là một gợi ý cho các bạn biết cách chăm sóc cái chim cu gáy non khi mà chúng ta tách khỏi mẹ nó khi mà nó còn non nhé. Các bạn lưu ý là mình tổng kết lại cho các bạn nhé. Thời gian tách thì tầm 10 đến 12 ngày, tối đa là 15 ngày thì chúng ta có thể tách khỏi mẹ của chúng. Khi mà bón cho chúng ăn thì chúng ta có thể dùng xà lanh hoặc là chúng ta vê viên bón. Và các bạn lưu ý là một ngày chúng ta sẽ bón từ 3 đến 4 lần. Và khi chúng ta sờ cái diều của nó thấy nó căng căng lên thì nghĩa là con chim đã no. Đó, rất là đơn giản nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm clip và chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Các bạn nhớ đăng ký kênh của Dược, kênh của các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của mình và nhấn thích video ủng hộ mình nhé. Để lại comment để anh em cùng giao lưu nhé các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.